đương nhiên các bạn cầu thủ đã rất nỗ lực trong ngày hôm nay. Trước cái trận đấu ngày hôm nay thì là giải đấu có một cái khoảng nghỉ và một số các bạn cầu thủ là đã lên tập chung đội tuyển. Tuy nhiên cái điều đó thì ảnh hưởng đến cái tổ chức của Ấn Độ. Khi các bạn quay trở lại đây thì mất thời gian làm quen. Tuy nhiên rằng như các bạn vẫn đã nỗ lực hết mình và đã cố gắng hết mình, cố gắng theo tuân thủ những gì mà ban huấn luyện đề ra và nỗ lực hết trong khả năng bản thân, và cuối cùng chúng tôi đã có thành quả là hai bàn thắng giúp chúng tôi thắng trận trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Đương nhiên rằng có một chiến thắng như thế này thì là một điều rất tốt cho tinh thần của toàn đội nói chung. Trong cái khoảng thời gian vừa qua thì chúng tôi có đội 3 trận không thắng, nhưng mà với quan điểm của tôi, người ta cho rằng tinh thần thái độ của đội có vấn đề trong cái giai đoạn đấy, nhưng tôi không cho là như vậy. Chỉ là đôi khi có những chi tiết mà các bạn ấy chưa thể làm được, chưa thể đạt được những gì mong muốn, và chúng tôi chưa có những cái kết quả như mong muốn trong chuỗi 3 trận vừa qua. Thì đến ngày hôm nay các bạn đã làm được những gì, những yêu cầu của ban huấn luyện đề ra, vẫn duy trì được cái lối chơi, cái tinh thần thái độ, những yêu cầu về mặt chiến thuật và ban huấn luyện vấn đề ra trong giai đoạn qua. Và với chiến thắng ngày hôm nay thì tôi tin rằng là cái sự tự tin trong toàn đội sẽ gia tăng, và chúng tôi sẽ gọi là sẵn sàng hơn, tự tin hơn nữa trước khi bước vào trận đấu tiếp theo gặp Long An trên sân khách. Rồi, đương nhiên là với cái việc mà Minh Bình ghi bàn như thế này, có thành tích ghi bàn như vậy cũng là nhờ công của tập thể, vì là nhờ lối chơi tập thể mà cũng cá nhân cũng có thể tỏa sáng. Ví như trận đấu ngày hôm nay chẳng hạn, nhờ đường chọc khe của Đức Nam, nhờ đường chọc khe của Công Đến mà Minh Bình mới có hai bàn thắng ngày hôm nay. Thì đương nhiên về mặt tập thể như vậy, nhưng về mặt cá nhân đương nhiên là tôi rất hài lòng với những gì mà Minh Bình đang thể hiện cho đến thời điểm hiện tại. Cho dù cái khoảng thời gian mà bạn ấy nhập đội nó cũng chưa lâu, đương nhiên vẫn còn nhiều điểm nữa bạn ấy cần cải thiện, nhưng tôi cho rằng kể từ thời điểm bạn ấy gia nhập đội đến bây giờ, nhiều cái kỹ năng của bạn ấy đã cải thiện rồi, đặc biệt về không dứt điểm, và bạn ấy đã ghi hai bàn hôm nay. Tôi hài lòng với mặt thể hiện của bạn ấy ngay trong ngày thi đấu hôm nay.